xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tầm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 1, sách cánh diều của nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Bài 11, âm bờ và tiếng bẽ. Trước tiên, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên, đó là phần làm quen. Em hãy quan sát lên màn hình, cô giáo giới thiệu với các em, đây là âm bờ. Nghe cô phát âm. Bờ. Mời các em phát âm lại 3 lần. Âm bờ khi phát âm, luồng hơi đi ra bị cản lại, do đó âm bờ được gọi là phụ âm. Chúng mình quan sát tiếp cho cô. Cô giới thiệu với các em, đây là thanh ngã, dấu ngã. Cô mời các em đọc lại, thanh ngã, dấu ngã. Cô giáo giới thiệu với các em, đây là chữ bờ in hoa. Chúng mình đọc cho cô, chữ bờ in hoa. Còn đây là chữ bờ in thường. Mời các em đọc lại, thanh ngã. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau làm quen với tiếng nhé. Các em quan sát bức tranh cho cô biết trong tranh đó là hình ảnh con gì? À, các em ạ, đó là hình ảnh con dê đấy, con bê đấy. Con bê là con của con bò các em nhé. Cô giáo có tiếng sau, bê. Cho cô biết trong tiếng bê có âm gì ghép với âm gì? À, trong tiếng B có âm bờ ghép với âm E đấy. Vậy âm nào các em đã được học? Âm E các em đã được học. Và hôm nay chúng mình sẽ học âm mới, đó là âm bờ. Âm E chúng ta đã học. Và hôm nay chúng ta học âm mới là âm bờ. Âm bờ là phụ âm đứng trước nguyên âm E. Cô giáo có mô hình tiếng sau. Đây là mô hình tiếng B. Tiếng B được tách phần đầu là âm bờ, phần vần là âm E. Chúng ta đánh vần như sau. B, bờ, E, B. Mời các em đánh vần lại. Các em nghe cô đánh vần lại. B, bờ, E, B. Mời các em đọc lại nào. Trong tiếng B có chứa âm bờ mà hôm nay chúng mình học đấy. Bây giờ chúng mình đọc lại cả bài nhé. B, B, bờ, E, B. Tiếp tục chúng mình quan sát bức tranh tiếp theo. Cô giới thiệu với các em tương ứng với bức tranh đó là tiếng bẽ. Tiếng bẽ có âm bờ, âm E chúng ta đã được học. Và chúng ta học âm mới đó, thanh mới đó là thanh ngã. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học thanh mới, đó là thanh ngã các em nhé. Quan sát mô hình tiếng. Đây là mô hình tiếng bẽ. Tiếng bẽ có âm bờ đứng trước, âm E đứng sau, thanh ngã trên E. Chúng ta đánh vần như sau. Bẽ, bờ, E, B, ngã, bẽ. Mời các em đọc lại. Chúng mình cùng nhau đọc lại bài nhé. Bẽ, bẽ, bờ, E, B, ngã, bẽ. Như vậy chúng mình vừa làm quen được với âm mới đó là âm bờ, thanh mới đó là thanh ngã đấy. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần tìm tiếng. Yêu cầu như sau, tìm tiếng nào có âm bờ. Để tìm được tiếng có âm bờ, các em hãy quan sát các bức tranh ở trên màn hình. Lần lượt từ bức tranh số 1 đến bức tranh số 6, nhiệm vụ của các em là phải tìm tiếng tương ứng với từng bức tranh. Sau đó tìm xem tiếng nào có chứa âm bờ. Trước tiên bức tranh thứ nhất, cho cô biết trong tranh đó là con gì? À, trong bức tranh đó là hình ảnh con bò đấy. Đây là tiếng bò. Tiếp tục bức tranh thứ hai,
đó là cái gì? À, bức tranh thứ hai đó là hình ảnh cái lá đấy. Đây là tiếng lá. Cho cô biết bức tranh thứ ba đó là hình ảnh gì? Bức tranh thứ ba đó là cái bàn. Đây là tiếng bàn. Bức tranh thứ tư đó là hình ảnh gì? Bức tranh thứ tư đó là một hình ảnh búp bê đấy các em. Cô giáo có từ búp bê. Tiếp tục, cho cô biết bức tranh thứ năm đó là cái gì? Bức tranh thứ năm đó là quả bóng. Cô giáo có tiếng bóng. Bức tranh thứ sáu đó là hình ảnh gì? Bức tranh thứ sáu đó là cái bánh đấy. Cô giáo có tiếng bánh. Bây giờ chúng mình đã tìm được tiếng có dưới bức tranh rồi. Thế bây giờ nhiệm vụ của các em hãy quan sát xem tiếng nào có chứa âm bờ nhé. Ở đây cô thấy tiếng đầu tiên có chứa âm bờ đó là tiếng bò. Tiếng bò có chứa âm bờ. Tiếng bàn có chứa âm bờ. Từ búp bê có chứa âm bờ. Tiếng bóng có chứa âm bờ. Tiếng bánh có chứa âm bờ. Như vậy đây là những tiếng có chứa âm bờ đấy. Chúng mình cùng nhau đọc to các tiếng này theo cô nhé. Bò, bàn, búp bê, bóng, bánh. Như vậy chúng mình đã tìm được tiếng có chứa âm bờ rồi đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo nhé. Yêu cầu tiếp theo, tìm tiếng nào có thanh ngã. Nhiệm vụ ở bài 3 này cũng giống như ở phần 2 chúng ta vừa làm, đó là quan sát tranh và tìm tiếng tương ứng với bức tranh đó. Sau đó chúng ta sẽ tìm xem tiếng nào có thanh ngã. Trước tiên bức tranh số 1, các em cho cô biết bức tranh số 1 đó là hình ảnh gì? À, bức tranh số 1 đó là hình ảnh em bé đang ngồi vẽ đấy. Cô giáo có tiếng vẽ. Cho cô biết bức tranh thứ hai đó là cái gì? À, bức tranh thứ hai đó là đôi đũa đấy. Đây là tiếng đũa. Tiếp tục bức tranh thứ ba. Đây là con chim gì? À, đây là con chim đấy các em ạ. Cô giáo có tiếng chim. Bức tranh thứ tư cho ta thấy đó là hình ảnh gì? Bức tranh thứ tư đó là hình ảnh cốc sữa đấy. Cô giáo có tiếng sữa. Tiếp tục bức tranh thứ năm chúng ta thấy bạn nhỏ đang làm gì? Bức tranh thứ năm bạn nhỏ đang tập võ đấy. Cô giáo có tiếng võ. Bức tranh cuối cùng cho cô biết đây là quả gì? À, đây là quả nhãn đấy. Cô giáo có tiếng nhãn. Như vậy chúng mình đã tìm được tiếng tương ứng với từng bức tranh rồi. Bây giờ hãy tìm cho cô giáo xem tiếng nào có thanh ngã nào. Đáp án của cô như sau: tiếng vẽ có thanh ngã, tiếng đũa có thanh ngã, tiếng chim không có thanh ngã, chúng ta không nối, tiếng sữa có thanh ngã, tiếng võ có thanh ngã, tiếng nhãn có thanh ngã. Như vậy chúng mình đã tìm được những tiếng có thanh ngã rồi đấy. Bây giờ hãy đọc to những tiếng này theo câu nhé. Vẽ, đũa, sữa, võ, nhãn. Như vậy vừa rồi chúng mình đã hoàn thành xong việc tìm tiếng có thanh ngã. Bây giờ tiếp tục cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo nhé. Chúng mình cùng nhau đọc bài ở bờ D. Chúng mình đọc theo cô nào. Chúng ta đánh vần như sau: ơ hỏi ở, bờ ơ bơ huyền bờ, đờ ê đê ở bờ D. Mời các em đánh vần lại. Tiếp tục, bây giờ chúng mình sẽ luyện đọc từng câu tương ứng với mỗi bức tranh nhé. Ở bức tranh thứ nhất, chúng ta thấy đây là hình ảnh con dê. Con dê đang la cà ở ngoài bờ đê đấy các em. Cô giáo có câu sau. Chúng mình nghe cô đánh vần. Và chút nữa các bạn sẽ đánh vần sau nhé. Giờ e dê, lờ a la, cờ a ca huyền cà, ơ hỏi ở,
bờ ơ bơ huyền bờ, đờ ê đê, dê la cà ở bờ đê. Mời các em đánh vần lại nào. Chúng mình đọc trơn lại nhé. Tiếp tục chúng mình quan sát bức tranh thứ hai. Bức tranh thứ hai đó là hình ảnh có con dế đang ở gần bờ đê đấy các em. Và câu tương ứng với bức tranh đó là bờ đê có dế. Chúng mình nghe cô đánh vần nhé. Bờ ơ bơ huyền bờ, đờ ê đê, cờ o co sắc có, giờ ê dê sắc dế, bờ đê có dế. Mời các em đánh vần lại nào. Chúng mình đọc trơn cả câu. Tiếp tục chúng mình quan sát bức tranh thứ ba. Đây là hình ảnh con bê con. Đây là con của con bò các em ạ. Và ở bờ đê thì có cả con bê nữa đấy. Tương ứng với bức tranh, cô giáo có câu sau. Bờ đê có cả bê. Chúng mình đánh vần như sau. Bờ ơ bơ huyền bờ, đờ ê đê, cờ o co sắc có, cờ a ca hỏi cả, bờ ê bê, bờ đê có cả bê. Mời các em đánh vần lại nào. Như vậy vừa rồi chúng mình đã được luyện đọc bài ở bờ đê. Chúng mình đã đọc được các câu tương ứng với từng bức tranh rồi đấy. Bây giờ các em hãy nghe cô đọc trơn lại các câu này nhé. Dê la cà ở bờ đê, bờ đê có dế, bờ đê có cả bê. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình luyện đọc cả bài. Như vậy vừa rồi cô trò chúng mình đã hoàn thành xong việc luyện đọc. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần luyện viết. Hôm nay chúng mình sẽ luyện viết chữ ghi âm bờ, chữ B, chữ bẽ, chữ số 2 và chữ số 3. Trước tiên chúng mình quan sát chữ bờ. Chữ bờ có độ cao là 5 ly và độ rộng là 2 ly rưỡi. Bây giờ các em hãy quan sát quy trình viết như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ viết nét khuyết trên. Đặt bút ở trên đường kẻ 2, chúng ta viết nét khuyết trên. Đến đường kẻ 6 thì chúng ta lượn về bên trái. Xuống đường kẻ 1 thì chúng ta sẽ lượn lên bên phải. Lên đến đường kẻ 3 thì chúng ta xoắn ngược lại bên trái, tạo thành một vòng xoắn nhỏ. Điểm dừng bút là ở gần đường kẻ số 3. Chúng ta được chữ ghi âm bờ. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết chữ ghi âm bờ nhé. Tiếp tục cô giáo hướng dẫn các em viết chữ B và chữ bẽ. Chữ B và chữ bẽ chúng ta chỉ việc ghép chữ bờ ghép với chữ E. Chúng ta sẽ được chữ B. Chữ bẽ thì chúng ta là chữ B thêm thanh ngã ở trên đầu chữ E. Bây giờ các em hãy quan sát quy trình viết như sau. Chữ B thì gồm có chữ bờ, có độ cao là 5 ly. Sau đó chúng ta viết sang chữ E, có độ cao là 2 ly. Dấu E chúng ta để ở giữa đường kẻ 3 và đường kẻ 4. Tiếp tục quan sát quy trình viết chữ bẽ. Đầu tiên chúng ta cũng viết chữ bờ, có độ cao là 5 ly. Chúng ta viết liền nét sang chữ E, có độ cao là 2 ly. Dấu E chúng ta để ở giữa đường kẻ 2 và đường kẻ 3. Giữa đường kẻ 3 và đường kẻ 4, thanh ngã ở trên đầu chữ E. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết chữ B và chữ bẽ. Tiếp tục cô giáo hướng dẫn các em quy trình viết chữ số 2.
Các em hãy quan sát quy trình viết. Đây là quy trình viết số 2. Số 2 có hai cách viết các em nhé. Đây là mẫu mẫu 1. Là một nét cong và một nét ngang. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết số 2. Tiếp tục cô giáo hướng dẫn các em viết số 3. Số 3 cũng có hai kiểu viết, đây là kiểu 1. Chúng ta quan sát quy trình viết như sau. Nét đầu tiên là nét ngang. Nét thứ hai là nét xiên. Và nét thứ ba đó là nét cong. Chúng ta lưu ý nét cong ở đây chúng ta phải bám sát vào với đường kẻ số 2 và số 3. Điểm dừng bút là ở trên đường kẻ 2. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết số 3. Như vậy vừa rồi cô đã hướng dẫn các em luyện viết chữ bờ, chữ bê, chữ bẽ, chữ số 2 và chữ số 3. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh, comment để nêu ý kiến của bạn, đăng ký kênh để được xem video mới.